Xin chào buổi trưa tất cả các bạn. Mình sẽ bắt đầu với thông tin tình hình trưa ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời mọi người nghe thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Bến Tre. Thông báo của Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, sau một ngày thực hiện test nhanh toàn thành phố, có một vài trường hợp qua test nghi nhiễm. Sau khi được xét nghiệm PCR, 36 mẫu test nhanh cộng đồng COVID-19, tất cả đều khẳng định âm tính. Thành phố Bến Tre không có ổ dịch mới. Vào ngày hôm nay, 21 tháng 8, 2021, bà con hãy khẩn trương yên tâm đi đúng giờ theo thư mời để test nhanh. Nhớ tuân thủ nghiêm túc 5K và các hướng dẫn của nhân viên y tế. Tất cả chúng ta đều cố gắng góp sức vì một thành phố Bến Tre đang nỗ lực xây dựng mở rộng vùng xanh phòng chống dịch. Và thông tin đầu tiên là phát hiện xe Bến Tre luồng xanh vận chuyển 10 tấn bánh trung thu nhập lậu. Thì ngày hôm qua 20 tháng 8 tại chốt kiểm dịch số 20 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất xe tải biển kiểm số 71C07776 có chứng nhận luồng xanh, phát hiện trên xe có 10 tấn bánh trung thu do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thì tại thời điểm kiểm tra, số bánh trung thu nhãn hiệu Con Gấu được đặt trong khoảng 1.000 thùng cạc tông, mỗi thùng chứa 8 hộp bánh. Quá trình làm việc, tài xế Trần Kim Biên, sinh năm 1984, quê ở Bến Tre, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Thì trên các sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt đối với sản phẩm do nước ngoài sản xuất. Tài xế Trần Kim Biên khai nhận thuê vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Lào Cai đi thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Thì lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Và thông tin tiếp theo, tại huyện Châu Thành, cách ly tập trung một nam thanh niên bơi qua sông Tiền. Thì vào 6 giờ 50 phút chiều ngày hôm qua, ngày 20 tháng 8, khu cách ly tập trung cơ sở 2 của huyện Châu Thành tiếp nhận một trường hợp là anh H, sinh năm 80, có địa chỉ thường trú tại xã Tiên Long. H được công an xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giữ khi đang vượt qua sông Tiền, bơi từ Tiền Giang về Bến Tre. Thì qua khai thác, H trình bày trước đó H ôm một miếng xốp, bơi từ xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre sang xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để lao động tự do. Thời gian qua, công an huyện Châu Thành ghi nhận nhiều trường hợp né chốt kiểm soát dịch cầu Rạch Miễu với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh khác nhau. Tuy nhiên, việc bơi qua sông Tiền để ra khỏi hoặc vào địa phương thì lần đầu mới được ghi nhận. Theo khuyến nghị của công an huyện Châu Thành, người dân khi phát hiện người ngoài địa phương đến cần báo ngay cho công an xã nơi cư trú hoặc là công an huyện Châu Thành qua số điện thoại 02753 860 278. Và thông tin tiếp theo cho bản tin trưa ngày hôm nay chính là 118 trường hợp vi phạm bị xử phạt 305 triệu đồng vào ngày hôm qua 20 tháng 8. Thì theo báo cáo của công an tỉnh ngày 20 tháng 8, các đơn vị chức năng đã phối hợp tuần tra kiểm soát phát hiện nhiều vi phạm như ra đường không lý do chính đáng là 111 trường hợp, tụ tập đông người là 5 trường hợp, không chấp hành quyết định cách ly là 1 trường hợp, thông chốt là 1 trường hợp. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính 118 trường hợp với số tiền xử phạt là 305 triệu đồng, buộc quay đầu 17 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, kiểm tra 2.530 lượt phương tiện, đo thân nhiệt 3.045 trường hợp, cho khai báo y tế là 467 trường hợp, nhắc nhở 392 lượt người dân và 47 cơ sở kinh doanh, lập biên bản 185 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Thì như vậy, so với ngày hôm trước, ngày 19 tháng 8, số vi phạm đã giảm 37 trường hợp là 118 trên 155. Thông tin cuối cùng cho bản tin trưa ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8, thì Bến Tre ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.517 ca. Hiện tỉnh vẫn ghi nhận 34 ca tử vong và 872 ca đã ra viện. Thì số ca mắc mới được ghi nhận bao gồm ở thành phố Bến Tre là 7 ca, là ở xã Bình Phú, phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Phú Hưng, phường An Hội, phường 5, phường 6 và Ba Tri là 1 ca tại xã Tân Thủy. Thì 8 ca ghi nhận vào trưa ngày hôm nay đều trong khu cách ly và phong tỏa. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.